Es sobre las 14 horas. Muy bien, muy bien. A ti dice. Sobre las 14 horas, unos vecinos no han llamado. ¿Vale? Pues entonces, aquí sobre las 14 horas. Muy bien, voy a escribir aquí número uno. La respuesta correcta es sobre las 14 horas. Muy bien, ¿eh? Número dos, chicos, número dos, ¿cuánto tiempo ha tardado la policía en llegar a la oficina? ¿Cuánto tiempo? Muy bien, dinos. Ha tardado 20 minutos en llegar. Muy bien, 20 minutos. La policía ha tardado 20 minutos en llegar. Muy bien, ¿eh? Y ahora la pregunta tres, chicos, ¿quién les ha abierto la puerta? ¿Quién les ha abierto la puerta? ¿Quién? Tres, chicos, ¿quién les ha abierto la puerta? Es decir, ¿quién ha abierto la puerta a la policía? ¿Quién les ha abierto la puerta, chicos? ¿Quién? Muy bien, señor Andino, señor. Unos vecinos les ha visto. Como aquí, en el texto dice. Hemos conseguido abrir la puerta, es decir, hemos aquí son los aquí, hemos conseguido abrir la puerta y hemos encontrado en este texto, chicos, ¿ve? Hemos conseguido nosotros aquí es la policía y aquí dice hemos conseguido abrir la puerta, es decir, que no son los vecinos abren la puerta para la policía, sino la policía han conseguido abrir la puerta. Nadie. Repito, ¿vale? Los vecinos no han abierto la puerta para la policía, sino la policía han conseguido abrir la puerta. Entonces, para responder a esta pregunta, decimos, nadie les ha abierto a la puerta, nadie les ha abierto la puerta a la policía, sino la policía, ¿ve? Han conseguido abrir la puerta. ¿Ya entendéis, chicos? ¿Entendéis? Sí. ¿Vale? Muy bien, ¿ve? Entonces, aquí, unos vecinos no, sino aquí, nadie, ¿ve? Para responder a la pregunta, ¿ve? Nadie. Repito, ¿vale? Repito, explicando este caso otra vez, chicos, ¿vale? Porque cuando leemos, ¿vale? Ese texto dice, este mediodía ha aparecido muerto en su despacho, el señor Pérez, sobre las 14 horas, unos vecinos nos han llamado porque el loro del señor Pérez gritaba, mío, mío, sin parar. Entonces, aquí, unos vecinos es el sujeto y han llamado es el verbo y nos aquí significa a nosotros. Entonces sabemos que los vecinos llaman a la policía, ¿no? Entonces nosotros aquí se refiere a la policía, es decir, ese texto es el texto que escribe la policía. ¿Ya? ¿Entendéis? ¿Entendéis, hijos? ¿Entendéis? Una vez. Ah, otra vez, vale, mira, muy bien, mira, vale. Repito, ¿vale? Para saber, para poder responder a estas preguntas, ¿vale? Tenemos que leer el texto con atención, ¿vale? Y aquí dice, este mediodía ha aparecido muerto en el despacho el señor Pérez, ¿vale?
Dice, sobre las 14 horas, unos vecinos nos han llamado porque el loro de señor Pérez gritaba, mío, mío. Ajá. Pues entonces, ¿quién escribe ese texto? A ver, chicos, cuando leemos ese texto, sabemos que quién escribe ese texto. ¿Quién escribe ese texto, guía? A ver, guía, ¿tú crees que quién escribe ese texto? Ay, la người viết cái texto này, ¿quién? Em nghĩ là cái ông nằm đó. No, cái ông nằm mày chết rồi sao không biết được? Ôi. Policía. Eso es, muy Policía. bien. La policía, ¿no? La policía escribe ese texto. Vậy là cảnh sát là người viết cái texto này, đúng không? Vì sao mình biết? Bởi vì, porque en el texto dice, sobre las 14 horas, unos vecinos nos han llamado porque el loro del señor Pérez gritaba. Ajá. O sea, una vez que no sé, era nosotros, nosotros, chúng tôi, đúng không? Tức là vào lúc 2 giờ này, vecinos nos han llamado. Vậy là vecinos gọi điện cho chúng tôi, vậy chúng tôi là người viết. Chúng tôi, xưng ngôi chúng tôi trong cái texto này, đúng không? Giống như xưng ngôi yo trong một cái texto nào đó khi các bạn đọc. Vậy thì cái người nào mà xưng là yo hoặc là nosotros trong một cái texto viết như thế này, thì người đó chính là sao? Là người viết. Đấy, là người viết cái texto này, là người nói, người viết cái texto này. Vậy thì mình hiểu rằng cái người viết cái texto này chính là policía, là policía nó. Vì thế, por eso, cuando leemos esta frase, hemos conseguido abrir la puerta. Vậy thì hemos ở đây là ai? Đó là policía, đúng không? Và policía là sao? Hemos conseguido abrir la puerta. Vậy thì ai mở cửa cho cảnh sát tới? Thì cảnh sát tới ai mở cửa cho họ? Ai? À, kiến. Nadie. Nadie, eso es. Không có ai mở cửa cho cảnh sát hết. Vì sao? Vì cảnh sát nói rằng hemos conseguido abrir la puerta, tự họ mở cửa ra mà, đúng không? Hemos conseguido abrir la puerta, tự họ mở cửa ra, không có ai mở cửa cho họ hết. Vậy thì para responder a la pregunta tres aquí tiene que ser nadie. Đấy. Muy bien, chicos. Y número cuatro, chicos, número cuatro. ¿Cuál ha sido la causa probable de la muerte? Muy bien, dinos. Dice, Mañi, Miñay, dinos. La causa probable de la muerte ha sido asfixia. Asfixia. ¿Eh? Asfixia. Muy bien, asfixia. El médico forense ha dicho que la causa probable de la muerte ha sido la asfixia. Asfixia. A ver, chicos, ¿y qué significa asfixia? También puede explicar, ¿no? ¿Qué significa asfixia aquí, chicos? ¿Qué significa? Nghe thở. À, tú puedes explicar en español. Puedes explicar en español qué significa asfixia. Yo pregunto qué significa, yo no pregunto cómo se dice en vietnamita, ¿no? Entonces, quiero que alguien pueda explicar en español, chicos. La asfixia, ¿qué significa la asfixia? ¿Alguien puede explicar en español? Ver, chicos, ¿alguien puede explicar en español qué significa asfixia? A ver, Trúc Vy, tú puedes. Ah, muy bien, Tường An, đi nó Tường An. Sí, muy bien, adelante. La asfixia una persona por falta de oxígeno o Ah, por muy bien, eso es. Muy bien, An, muy bien, ¿eh? Falta de oxígeno, o es decir, asfixia, es decir, él o ella no puede respirar. Falta de oxígeno, es decir, no puede respirar. Respirar, ¿no? Y él o ella no puede respirar, asfixia. Muy bien, Ana, muy buena la explicación, ¿eh? Y muy bien, chicos, ahora pasamos al ejercicio número 3.1 aquí, ¿vale? Por favor, leer cada frase de cada persona aquí, completando, ¿vale? Los suecos con los verbos en el pretérito perfecto, ¿vale? Entonces, la mujer del señor Pérez, ¿alguien quiere hablar? La mujer del señor Pérez, ¿alguien quiere ser muy bien? Dinos. Sí, adelante, adelante, Thúy Quỳnh, dinos, Quỳnh.
Esta mañana, como todos los días, se ha levantado pronto y ha salido hacia su oficina a las 7 de la mañana. Se ha llevado un bocadillo y una bolsa de maíces tostados. Muy bien, entonces la mujer que tenemos, pues, ella habla del señor Pérez, ¿no? Primero todo, se ha levantado pronto y luego se ha llevado un bocadillo, eso es, ¿eh? Pues, muy bien, voy a escribir aquí. Se ha levantado pronto. Y luego se ha llevado. Muy bien, ¿eh? Eso es, ¿eh? Y ahora, ¿vale, chicos? Un vecino de la oficina, un vecino de la oficina, alguien tiene sus frases. Un vecino, muy bien, dinos. No he visto y he oído nada extraño. Lo nombran todos los días a la hora de comer. Se oye al señor Pérez diciendo varias veces kilo y su otro responde mío. Eso es, no he visto ni he oído nada extraño, ¿eh? Eso es prima, ¿eh? Y en este caso podemos quitar también, ¿eh? Aquí no hace falta decir dos veces porque el mismo sujeto, ¿no? Entonces podemos decir no he visto ni oído nada. Podemos decir como así. Dos maneras, no he visto ni he oído. O solo no he visto ni oído. Muy bien, chicos. Muy bien, vive. Sigue en portero. ¿Qué dice en el portero, chicos? También tiene la respuesta. Muy bien, dino. Sí, dino, Lan. Lan, dino. Creo que Pérez ha estado toda la mañana en su despacho. Lo he visto sobre las 8. Muy bien, lo he visto sobre las 8. Muy bien, ¿vale? Y Hien, una agente de policía. Gracias, Lan, ¿vale? Adelante, Hien, una agente. No falta nada en despacho o la puerta está corriendo. No han robado nada. Muy bien, no han robado nada, eso es. Muy bien, eso es. Entonces aquí tenemos los verbos, ¿vale? Conjugados en el pretérito perfecto. Todos son correctos, ¿vale? ¿Y por qué se usa el pretérito perfecto aquí? Porque habla de las cosas que ocurren en el pasado, ya terminadas, ¿vale? Pero en un pasado muy cercano de ahora, ¿vale? Y acaba de terminar. Entonces usamos el pretérito perfecto aquí. Muy bien, chicos, ¿eh? Y ahora pasamos a, y también, ¿vale? Podemos escuchar en casa, en el sistema de LMS, muchas veces para comprobar, ¿no? Porque esas frases también, ¿vale? Aparecen en la audición, ¿vale? Que ya he colgado en el sistema, ¿vale? Y ahora, ¿vale? Pasamos a informe policial. Aquí es el informe, báo cáo, ¿vale? Un informe de la policía sobre el caso de señor Pérez. Pero como ves, ¿eh? En este texto se repite muchas veces los sustantivos. Por ejemplo, aquí dice, la autopsia ha revelado que el señor Pérez ha muerto a causa de un maíz tostado. Al comer el maíz tostado se ha atragantado. Cuando se come, en la primera frase aquí, maíz tostado, repite dos veces. Y sobre todo, en español no se escribe como así. Los españoles no repiten muchas veces un sustantivo. Así que, ¿vale? El trabajo que tenemos que hacer en este trabajo, en este texto, es, tenemos que sustituir, cambiar, reemplazar los sustantivos repetidos en un pronombre. Pues entonces, alguien ya ha hecho muy bien este texto. Dinos, ¿eh? Por favor, dinos, lee en voz alta, ¿eh?
cada frase sustituyendo, ¿vale?, los sustantivos repetidos en algunos pronombres correctos. Aquí alguien quiere ser voluntario, por favor levanta la mano y explícanos. A ver, chicos. Alguien. Alguien ya ha hecho, por favor levanta la mano. Leyendo, sustituyendo los aquí. Muy bien, Trường An đi nó, Trường An đấy, Lê đấy. Ăn come en maíz tostado se ha entraganado, cambia en an lo an come atragantado. Muy bien, ¿vale? Muy bien, muy bien, an, ¿vale? Muy bien, pero no decimos lo an comer, sino decimos an comerlo mejor, an comerlo mejor. Các bạn chú ý ha, tốt hơn hết khi mà chúng ta thấy một cái infinitivo được từ nguyên mẫu ở đây, thường những cái pronombre họ sẽ không để đằng trước đâu, mặc dù có thể để đằng trước, nhưng thường họ sẽ để đằng sau. Chỉ nói là an comerlo, chứ họ không nói là lo an come, mặc dù cả hai cách đều đúng, nhưng mà cách thứ hai sẽ được dùng thường xuyên hơn. An comerlo. Muy bien, an, ¿vale? Es la opción correcta. Porque aquí vemos un maíz tostado, y aquí también repite, en maíz tostado. Entonces sustituimos en maíz tostado aquí en un pronombre. ¿Y comer qué? Comer en maíz tostado. Entonces en maíz tostado aquí es en objeto directo. Cambiamos en lo, an comerlo. Muy bien, an, ¿eh? Yo voy a escribir en la pizarra para que podáis ver aquí. Primero tenemos an comerlo. Eso es. Muy bien. Muy bien, seguimos, chicos, ¿vale? Seguimos, ¿vale? Lee en voz alta, chicos, la frase sustituyendo en el pronombre. An, Trường An, ¿tú quieres seguir, Trường An? Sí, lee, An llega al despacho. Bạn đọc lại cả câu, cả bài luôn ha, và bạn đọc luôn cái pronombre mà bạn đã thay đổi luôn. Không cần phải chỉ ra bạn cái nào thay ra, bạn cứ đọc luôn, cô sẽ chỉ cho bạn biết đúng hay sai. Đấy, xin kể. Đọc lại nguyên câu luôn không? Yes, đọc lại nguyên câu mà đã chuyển sang cơ. Đọc cho cô cái bài mà bạn đã làm ở nhà. Đọc hết đúng không? Ừ, đọc từng câu một đi, đọc từng câu một đi. Là auto... Câu là sao? Tiếp theo, an llega al despacho. An llega al despacho como cada día el señor Petre ha cogido la jaula de su otro kilo y lo ha sacado al balcón. Muy bien, muy bien. Bạn đọc xong một câu mà cô ấy có sửa đúng, cô sẽ dừng lại cô để cô giải thích luôn ha. Muy bien, muy bien. Đấy là frase que an ha dicho correcto. An llega al despacho. Aquí tenemos su loro kiko. Su loro kiko. Y aquí también sacado al kiko. Pues entonces kiko aquí repite dos veces, ¿no? Pues entonces cambiamos kiko aquí. Anh lo, muy bien, an. A cogido la jaula de su cloro kiko y lo ha sacado a kiko al balcón. Muy bien, voy a escribir aquí. Lo ha sacado al balcón. Lo ha sacado al balcón. Lo ha sacado al balcón. Eso es. Muy bien, Ana. Sigue, Ana.
a las 14 horas después de trabajar toda la mañana. Enseño Pérez ha hecho un descanso para comer un bocadillo. Después de comerlo. Muy bien, ¿vale? Muy bien, ¿vale? Aquí, ¿vale? Vemos, el señor Pérez ha hecho un descanso para comer un bocadillo. Y luego vemos, después de comer el bocadillo, entonces el bocadillo aquí repite dos veces, ¿no? Entonces aquí tenemos que sustituir el bocadillo, en el comer el bocadillo, en lo muy bien, ¿vale? Después de comerlo. Muy bien, espera, me voy a escribir aquí. Después de comerlo. Muy bien, anda, ¿eh? Sigue, sigue. Enseñó Petris como todos los días ha jugado con lo... jugado con su loro kiko. Ở trường hợp này mình không thay đổi loro thành cái loro ha, tại vì trước đấy bạn đâu hề nhắc tới con loro đâu, con loro nhắc tới câu trước nữa mà, đúng không? Mình chỉ thay đổi cho những cái danh từ nào nó lặp lại ngay sau đó mà trước đó được nhắc tới gần nhất thì mình mới thay đổi thôi. Còn cái con loro xuất hiện từ câu đầu này, bây giờ bạn chuyển sang cái ý đang nói về ông này, ông ăn cái bocadillo mà con loro bây giờ lại nhắc lại một lần nữa, nhưng mà lại nuevo, de nuevo, vậy thì mình không có thay đổi cái con loro đây ha, Anna, mình nói tức là a jugado con su loro kiko, thì mình không nói là a jugado con loro đó, không có đấy, biết là thế. Muy bien, sigue a enseñó Petre que un maíz tostado này ở lần trước nó đã nhắc rồi, giờ mình đổi được không? Hay là mình sẽ không đổi cái un maíz tostado trường hợp này, vì sao? Vì chúng ta có un maíz tostado rồi, cái un không, nhớ ngữ pháp một học lớp với cô Ngân không? Cái un này nó gọi là gì? Articulo indeterminado, đúng không? Nó gọi là articulo indeterminado, lần đầu tiên nhắc tới. Trước đó chưa hề nhắc tới, mình sẽ không thể đổi nó được, mình đổi cái đi phía sau nó cơ. Đó. An otra vez. An señor Petres lo muestra un maíz tostado. No, mình không có lo. Nếu bạn nói rằng en señor Petres muestra lo muestra a su lo, rồi mình ta hỏi cái lo này thay thế cho cái gì trước đó. Khi mà bạn thay dùng một cái pronom rồi thì tức là bạn đang thay thế cho một cái danh từ đã được nhắc tới trước đó, đúng không? Nhưng mà un maíz tostado này có được nhắc tới trước nó không? Không có, trước đó không thể nhắc tới ha. Cái maíz tostado nó nhắc tới cái đầu câu này, nhưng mà cái un maíz tostado ở đầu câu với cả cái un maíz tostado thì chắc gì đã là một, đúng không? Nó không phải là một. Nếu bạn nói là lo muestra a su loro kiko, mà người ta hỏi cái lô này là cái lô nào, ngược lại trước đó thì cái lô gần nhất là cái bocadillo, vậy có đúng không? Không có. Nên trường hợp này mình không có đổi cái un maíz tostado, mình vẫn giữ là el señor Pérez muestra un maíz tostado a su loro kiko, chứ mình không có đổi, mình đổi cái khác cơ. Rồi An đọc đi, biết đổi cái gì không? Cho cô này. Đổi là su loro kiko. Không, su loro kiko cũng không đổi luôn. Cái câu sau kiko lo mira. Đúng rồi, câu sau mình mới đổi kiko lo mira. Chứ mình cũng không có đổi cái su loro kiko đây đâu ha, mình vẫn nên giữ nó. Mặc dù trước đó thì mình có nói rằng ông này có nói rằng a jugado con su loro kiko, nhưng câu sau đó mình nên giữ nguyên, mình phải nói là el señor Pérez muestra un maíz tostado a su loro kiko. Phải nói rõ vì sao? Vì nếu như bạn không nói rõ lo đây, bạn không nói là loro đây, bạn nói là lo thì người ta sẽ không thể biết được liệu có phải là con kiko hay không. Vì cái lo này mình chỉ biết rằng nó thay thế cho một cái danh từ giống đực nào đó, hay có thể bất cứ một cái gì đó chẳng hạn ha, không bắt buộc là con loro kiko đây. Vì thế trong cái câu này bạn đang đưa ra một thông tin mới là ông này muestra cái gì, muestra un maíz tostado tới ai, tới con vẹt của ông đó, thì mình phải nói rõ cho người nghe, người đọc của mình biết rõ ràng mình đang nhắc tới đối tượng nào nha. Anh tên đấy chỉ có các bạn hiểu không? Mặc dù trong bài này mình chỉ có mỗi con loro kiko rồi có mấy cái miếng maíz tostado, nhưng mà khi bạn chuyển từ ý này sang ý kia, hoặc bạn muốn thông tin cho người đọc về một cái thông tin nào đó, về một cái đối tượng đó, bạn vẫn bắt buộc phải nói rất là rõ trường hợp này. Vì thế cái câu đầu tiên á, mình vẫn phải giữ nguyên. El señor Pérez muestra kế, kiến.
El señor Pérez muestra un maestro estado a su logro Kiko Vũ Nguyên. Câu sau mình mới đổi này. Kiko lo mira. Bây giờ mình mới đổi Kiko. Cái em maestro thành lo. Thì mình sẽ hiểu vì sao. Vì mình biết rằng con Kiko này là con Kiko được nhắc tới trước đó. Và con Kiko nhìn cái gì? Nhìn cái lô. Để cái lô này là cái gì? Lô này là cái máy Tostado mà được ông này đưa cho nó trước đó. Nha, anh đánh đấy, chicos. Anh đánh đấy. Sí. Đấy, muy bien. Entonces aquí tenemos loro, lo mira. Loro, lo mira. Bây giờ mới đổi này. Đấy. Rồi, anh adelante, sigue. El señor Pérez dice a Kiko, Kiko, y lo responde, mío. À, cái bây giờ mình không có thay su loro bằng lo đâu, nhưng vì su loro đây nó đang là gì? Đang là sujeto. Sujeto có thay đổi không? Không có. Yeah. Nếu mà mình có thay đổi cái su loro bằng cái pronombre như thế nào, đúng có phải lo không? Không phải. Vì lo nó là objeto. Vậy thì mình thay đổi cái su loro bằng cái pronombre nào mới đúng. Bạn nào trả lời được câu hỏi cô? Lê. Cũng không phải luôn lê, nó là objeto mà nhìn lại cái bảng ở phía trên của mình trong bài học mình đi. Lô và lê nó là objeto mà. Nhưng cái su lô rô này có thể thay đổi bằng một cái pronombre không? Cô nói là có, nhưng mà pronombre nào mới đúng? Không phải là lô lê như các bạn vừa nói. Đi xin đi này. Em nghĩ là E. Kế? Em nghĩ là E. E nào? E trong ngôi số 3 đó con. Ba số. Trong ngôi thứ 3 không có E. Bạn Yên xem lại cái lý thuyết của mình đi, trong ngôi thứ 3 không có E. A ver chicos, đấy. Pregunto otra vez. A ver trường Hàn Dinos. C cũng không phải luôn. C, Lê, Lô mà bạn vừa nói tất cả nó đều là objeto. Bạn Duy Yên thì nói là E. Trong cái ngôi thứ 3 chẳng có cái nào gọi là E hết. Cái nào mới đúng? Mình thay đổi cái lô su lô rồi bằng cái nào? Bữa trước mình có thực hành trong cái quiz về cái những cái pronombre rồi nhớ không? Thì cái pronombre nào mới thay thế cho cái lô rồ ở đây mới đúng. Kiến. A ver, Thúy Vi, tú tienes la respuesta. Trúc Vi, lo siento, Trúc Vi. Thu Hiền. A ver, Quán, chicos. Chúc Vy, Quán. N. Đúng không? N. No tenemos anh. A ver, fijo, pronuncia bien. No e, no anh. A ver. Thúy Quỳnh, tú tienes la respuesta correcta. Thay bằng T hả cô? Không, không phải T. T nó vẫn là pronombre objeto, không phải. Ở đây ra là con loro, su loro mà, su loro mà. Rồi, Hiền thay bằng cái gì mới đúng? Thay bằng cái gì trong số những cái pronom này mình đã học từ buổi trước tới giờ? Lô. Không phải lô. À, nó vừa nói lô sai mà. Rồi, là cái gì đây? À, với Thảo. Thảo, Thanh Thảo, Quán. Dạ, em cũng nghĩ là lô mà sai không? Các bạn nhìn kỹ trong bài. À, ngôi viện Nhi đi nốt Nhi. À, Soyo. Tại Soyo. Rồi, nhìn lại bài cùng cô đi. Trong cái bài này của mình này. Và nó này. Su loro responde. Các bạn muốn thay su loro này bằng một cái pronombre đúng không? Cô nói được. Nhưng pronombre nào mới đúng? Trong số những cái pronombre các bạn nói với cô lo, rồi lê, rồi se, rồi te. Những cái lô lê ct nó là pronombre chính xác, nhưng nó là pronombre để objeto directo. Nhưng cái su lô rô trong câu này nó đóng vai trò gì? Nó có phải là objeto không? Nó phải objeto không? Trong cái câu này cô đang để trên màn hình các bạn xem ạ. Thì su lô rô responde đây, su lô rô có phải là objeto không? Khánh Vi? Dạ không. Đúng rồi, nó không phải objeto, vậy nó là gì? Sujeto. Đúng rồi, nó là sujeto đúng không? Vì bản thân nhất nó mình thấy rằng nó là danh từ này, chỉ khi nào là danh từ thì nó mới được thay thế bằng một cái đại từ pronomen đúng không? Nó là substantivo. Và nếu như nó là danh từ
thì nó chỉ có hai chức năng trong câu thôi, hoặc là objeto hoặc là sujeto. Nhưng trong câu này nó không phải là objeto, đúng không? Vậy thì nó chỉ còn là gì không? Mình thấy này, su lo ro responde, nhớ không? Mình nhớ ở trong tiếng Tây Ban Nha này, tân ngữ objeto phải luôn luôn đứng sau động từ, chủ ngữ sujeto phải đứng trước động từ hoặc đứng đằng sau động từ. Trong trường hợp mình thấy cái substantivo này nó đứng trước động từ, vậy thì nó có thể là objeto được không? Không bao giờ có thể là objeto được. Objeto không bao giờ đứng trước động từ, chỉ có sujeto mới đứng trước động từ được thôi. Có những trường hợp sujeto đứng sau động từ, nhưng mà vị trí của nó chính xác nhất là phải đứng trước động từ. Vậy thì mình thấy nó đứng trước động từ responde, vậy nó sẽ là sujeto, đúng không? Rồi. Vậy như nếu như nó là sujeto và bạn muốn đổi thay nó bằng một cái pronombre, thì pronombre nào mới chính xác đây Quỳnh? Quý Quỳnh? Dạ em không biết. Không biết à? Đấy, no spasa, không biết cũng không sao ha, không phải lo. À bây giờ Trúc Vy đi, nó Trúc Vy thay bằng cái pronombre nào đây? En suyo hả cô? Đâu có, cái en suyo tôi cứ nói lăng nhăng đi đâu tận xa thôi, rồi tận đâu thế này. À vâng. Rồi, An ơi, Trường An, quay trở lại Trường An này, trả lời đi cho cô. Sau một hồi nghe các bạn nói thì theo bạn, cái su lo rồi đóng vai trò là su khê tổ trong câu đúng không? Vậy thì mình thay thế nó bằng một cái pronombre nào mới chính xác? Kiko. Không có, Kiko nó là danh từ riêng, tên riêng, chỉ người nó đâu phải là pronombre. Vẫn biết pronombre nó là một từ thay thế cho danh từ. Hay còn gọi tiếng Việt mình gọi là đại từ đúng không? Pronombre. Thế thì cái su lo ro này bản thân nó là substantivo rồi. Bạn thay thế nó bằng Kiko cũng được, mà Kiko là tên riêng. Nó cũng vẫn là substantivo, nó không phải là pronombre. Nhưng bây giờ mình thay thế nó bằng cái pronombre nào mới chính xác, mà bữa trước cô vừa mới cho các bạn học lại, vừa cho các bạn làm quiz xong. Rồi quên hết rồi. Ờ, Nghĩa ơi, thay bằng cái pronombre nào đây? Em nghĩ là én. Đúng rồi, nó là én. Én. Nếu cô còn nói bạn Trúc Vy phát âm cho chính xác én, chứ phải là anh, không phải là em gì đó. Cô nghe bạn Tiên nói là ê, làm gì có ê nào. Nó là én. Ngôi miền Nghĩa, mà cuối cùng cũng đã có một người trả lời chính xác. Én. Rồi mở lại ngay cái bài bữa trước, trên cái bảng trắng bữa trước cô cho các bạn học lại, rồi làm lại quiz về những cái pronoun về personal. Cô nói rõ rất có hai loại, sujeto và objeto. Sujeto là gì, objeto là gì, về xem lại lý thuyết đi. Và trong trường hợp này bạn Trường An nha, bạn muốn thay đổi cái su lo ro bằng một pronoun này được không? Cô nói được, nhưng bạn phải dùng pronoun này đúng, đó là én, chứ không phải là lola cete lê mê thì đó, đây nó phải là én. Nó phát âm cho chính xác dùng cô ha, Trúc Vy ha, én. Như vậy én không phải là anh ha, Trúc Vy ha. Khi bạn nói én á, cô sẽ nghe ra một từ khác. Khi bạn nói anh, cô sẽ nghe ra một từ khác, đây đó là én. Phát âm giống như Nghĩa nó nói, mình đúng này. Dạ, đọc từ đó đó cô, mà anh đọc không có dấu. Sai đúng không? Đúng dạ. Không? Ai vì bạn đọc sai, cô nghe sang thì cô sẽ nghĩ ra một từ khác. Rồi Nghĩa đọc lại cho Trúc Vy nghe ra từ lại đọc như nào được. En đúng rồi. Responde. Đúng rồi, en responde, en thì đúng ha. Nhưng mà bài tập này yêu cầu mình thay đổi những cái pronoun về personal để objeto directo thôi. Nên các bạn muốn thì cũng đi đây, en responde cũng được. Rồi. Trúc Vy nhìn rõ này, rõ cái từ này này. Rồi Trúc Vy nhìn rõ nha, en nha. Không phải là en, không phải là anh. Nó là en. Đấy. À đây, Trường An, si ghê, Trường An, en responde mio, tiếp tục. Entonces, enseño, Petres, da en mais a Kiko. À, đúng rồi, câu này mình thấy giữ nguyên cũng được không sao hết ha, nhưng bây giờ mình có thể biến đổi nó thành pronoun về được không? Được luôn, vì trước đó mình có nhắc tới mais, nhắc tới cô Kiko, nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi, vậy thì trường hợp này này. Bạn giữ nguyên này, bạn nói là entonces enseño Pérez da en maíz a Kiko cũng được, nhưng bây giờ nếu mình đổi sang pronoun thì mình đổi như nào mới đúng nhỉ? À? Entonces enseño Pérez da celo. Celo da. Celo da. Không có da celo, chỉ là một từ nó ở dạng nguyên mẫu da rớ thì mới là da rớ celo, và mình biết liền với nhau. Nhưng trường hợp mình thấy là động từ da đang chia cho ngôi señor Pérez, mà ai da? Señor Pérez da, đúng không? Vậy thì mình thay cái en mais và Kiko bằng những cái pronoun để tương ứng là en mais thành lo, Kiko thành lê, đúng không? Nhưng khi mình dùng cả hai pronoun này cùng một lúc, mình phải đổi cái lê thành cái c và mình đặt nó lên trước cái lo. Vậy cái câu này khi mình đổi lại chính xác sẽ là entonces el señor Pérez se lo da.
El señor Pérez se lo đà. Eso es muy bien. Cũng không chính xác lắm nhưng mà cũng rất là cố gắng rồi An. Adelante, muy bien, An. Sigue. El señor se lo đà. Lo lanzado al aire. Lo lanzando al aire cũng được, không sai ha, nhưng bạn ghi bạn nói rằng lanzando lo al aire thì nó sẽ hay hơn. Entonces el señor Pérez se lo da a Kiko lanzando lo al aire. Rồi, ở đây này nên để nó ở phía sau. Nó sẽ hay hơn. Lanzándolo al aire, nó sẽ hay hơn. Thì ta thì bạn khi mà bạn nghe nó đọc á, bạn khi bạn đọc cái chuyện đó đấy. El señor Pérez se lo da lo lanzando al aire. Đọc không sai ha, nhưng mà khi bạn nói rằng El señor Pérez se lo da lanzando lo al aire thì bạn thấy rằng cái cách phát âm nó phải phát sẽ dễ hơn. Cái phát âm là dễ hơn khi bạn để cái pronom để trước cái gerundio hay là sau gerundio, cái phát âm nó sẽ dễ hơn. Sau dễ hơn đúng không? Lanzando lo sẽ dễ hơn. Các trường hợp dùng cho imperativo, infinitivo cũng vậy thôi. Khi mà bạn để cái pronom này trước hay sau đều được hết, nhưng nếu bạn để phía sau á thì khi mình phát âm mình đọc nó sẽ dễ hơn và nó thuận miệng hơn. Đấy. Sigue, sigue an. Después enseño Pedres lo lanza otro maíz. Espera, dừng lại này. Ở đây chúng ta có otro maíz. Otro maíz này nó là một cái maíz khác rồi, không còn là cái maíz trước đó mà bạn tiếp tục dùng lo được nữa. Lưu ý cái lo la lo ra những cái pronom về nó phải thay thế cho một cái danh từ cụ thể nào đó, cụ thể và xác định nào đó. Khi bạn đã chuyển sang một cái danh từ mới mặc dù cùng loại, nó cùng là cái maíz nhưng mà đã là otro maíz, đây là một cái otro maíz rồi, không còn là cái maíz ban đầu nữa, thì bạn sẽ chưa thể thay đổi nó ngay thành lo được, bạn phải giữ nguyên nó. Tức là câu này mình vẫn giữ nguyên. El señor Pérez lanza otro maíz al aire. Không có đổi gì hết ha. Sigue. Ok, cái từ an aire không đổi được không? Không, an aire sao đổi được? Aire nó là không khí mà, đâu phải là người. Nhắc lại ha, bữa trước cô nói các bạn rồi, tân ngữ gián tiếp á, thấy câu hỏi không? A o para kiến. Cái tân ngữ gián tiếp chỉ dành cho người hoặc là con vật mà thôi, không có, không có sự vật đâu. Tân ngữ trực tiếp thì là cái gì cũng được, nhưng mà tân ngữ gián tiếp thì thường chỉ có người hoặc là con vật. Ý bạn muốn nói cái an aire này là bạn gì? Đặt câu hỏi là trả lời câu hỏi lan sa kế a kế hả? Không có, chỉ có lan sa kế a kiến mà thôi. Cái tân ngữ gián tiếp, nhắc lại ha, bằng tiếng Việt các bạn nhớ tân ngữ gián tiếp chỉ dành cho người hoặc là con vật, không hề có đồ vật ở đây. Và aire đây nó là một sự vật, một sự việc hiện tượng thiên nhiên, nó sẽ không cùng trở thành tân ngữ gián tiếp được. Và đấy. Rồi, gì vậy? Y en señor Pedro lo coge con la boca al vuelo. Eso es. Đấy, muy bien. Hoặc là mình có thể thay đổi cái señor Pérez này bằng cái đại từ gì? Usted. Sao usted được? Thế là el señor Pérez mà sao bằng thay bằng usted được? En. Đúng rồi, el señor Pérez có thể thay thế bằng én, không thể là usted. Usted là ngôn thứ hai của mình mà, trong câu này thì el señor Pérez đang là đối tượng mình đang được mình kể tới, vậy nó sẽ là ngôn thứ ba nữa đúng không? Tại vì mình trong câu này mình sẽ gọi là después el señor Pérez lanza otro maíz al aire y en lo coge con la boca al vuelo, đúng không? Rồi, cái câu tiếp theo mình có thể đổi như vậy, en lo coge con la boca al vuelo. Eso es. En lo coge con la boca al vuelo. Eso es. And, muy bien. Sigue, sigue, sigue. En no, no, esta mañana. Esta mañana en ha lanzado un maíz al aire. Y en lo ha cogido
Pedro se ha atragantado. Muy bien, esta mañana. Sau cái esta mañana thì cái señor Pérez đầu tiên bạn cứ giữ nguyên là señor Pérez, sau khi nào đến câu tiếp theo mình hay là én, vì trước đó mình đã có én rồi, én nhiều quá liền cạnh nhau thì nó lại không hay. Thì câu đầu tiên là esta mañana señor Pérez giữ nguyên, sau đó mình nói là én lo ha cogido al aire. Én lo ha cogido al aire. Él lo ha cogido al aire, pero se ha atragantado. Muy bien, sigue. Entró potre, señor Pérez, muerto ahogado. Ha intentado llamar en móvil y ha pedido ayuda a su otro Kiko. A trepitido Kiko Kiko y solo Kiko ha contestado, pero en tiempo mío ha sido una muerte accidental. Eso es, muy bien, ¿eh? Pues entonces en texto no podemos sustituir los sustantivos con el pronombre más, ¿vale? Muy bien, Anne, ¿vale? Muchas gracias por tu ayuda, Anne, ¿vale? Has hecho muy bien, ¿vale? Pues entonces, aquí como ves, ¿vale? Son las respuestas, ¿vale? Para la actividad 3, es decir, aquí son los pronombres que podemos, ¿vale? Cambiar, sustituir para los sustantivos que se repite en la actividad número 3, ¿vale? ¿Algunas preguntas, chicos? ¿Algunas preguntas? ¿Algunas preguntas? Cô, ví dụ cái señor Pedro cô sử dụng nhiều quá, mình bỏ bớt. Bạn thực ra có thể bỏ bớt được. Se puede. Lo fíjate aquí es un informe policial. Nhưng mà tùy vào cái đối tượng texto của bạn là gì. Ở đây này nó là một cái texto dùng trong báo cáo trong cảnh sát, một cái báo cáo khoa học, một cái báo cáo để làm bằng chứng. Vì thế thường ở đây á, tên của cái đối tượng này sẽ luôn được lặp đi lặp lại, mình sẽ không thay đổi nó bằng én. Như vậy cô chấp nhận các bạn các đáp án thay bằng én á, để cô muốn nhớ record các bạn, để muốn nhắc bạn nhớ lại rằng chúng ta có những cái pronomen như thế nào và mình có thể thay đổi như thế nào. Nhưng thực tế khi señor Pérez ở đây á, chúng ta không có thay đổi bằng én đâu, cứ lặp đi lặp lại không ra hết, vì trong đây nó là một cái văn bản khoa học hành chính. Đáp án khoa học hành chính thì người ta vẫn chấp nhận cho mình được lặp đi lặp lại những cái danh từ này để làm rõ nghĩa, để không bị làm thay đổi nghĩa hay không bị khiến người khác bị hiểu lầm. Đấy. Còn chừng nào khi bạn viết một cái bài văn tưởng tượng, một cái bài văn miêu tả cảm xúc thì bạn có thể được thay đổi bằng những cái pronomen khác nhau, nhưng ở đây đó là một cái văn bản về hành chính của cảnh sát, thành ra mình sẽ không có đổi cái señor Pérez, mình vẫn nên giữ nguyên señor Pérez trong tất cả các câu này để làm rõ đối tượng. Đấy. Yeah, entiendes? Sí. Đấy, vẫn còn sẽ chỉ có sẵn cuốn áp pregunta smart, có câu hỏi nào nữa không? Dạ cô, ví dụ như trong một câu á, cái objeto directo á, có khi nó là người không cô? Có chứ, objeto directo sẽ là người được, ví dụ trong câu này này. Uh-huh. Rồi câu này học tiếng Tây Ban Nha, thường chưa học Tây Ban Nha biết câu này luôn. Rồi, nhìn câu này đi nghĩa. Câu này objeto directo phải là người không? Câu này này nghĩa dạ có phải người không? Phải luôn đúng không? Tức là sao? Cái tân ngữ trực tiếp có thể là bất cứ một đối tượng nào, bất cứ đối tượng nào, người, vật, việc, cảm xúc đều có thể là tân ngữ trực tiếp được hết, vì nó là cái đối tượng đầu tiên của hành động trong câu, đối tượng đầu tiên mà hành động trong câu tác động tới. Nhưng cái tân ngữ gián tiếp thì chỉ có trong hai đối tượng thôi, đó là người hoặc là con vật. Đấy. Yeah, entiendes? Dạ. Yeah. Dạ. Ví dụ nếu mà trong câu đó nó có hai cái objeto directo với objeto indirecto đều chỉ người. Đều chỉ người, dạ đúng rồi. Rồi ví dụ, một ví dụ trong đám cưới, hai ví dụ đám cưới của Nghĩa với cả bạn nào một Nghĩa cả bạn là Khánh Vi đi ha, có ví dụ vậy không? Thì cô là mẹ của Khánh Vi ha, ví dụ vậy. Ví dụ thôi Khánh Vi ha.
Thì cô đưa trong cái đám cưới cô đưa thánh vi cho nghĩa, cô nói cô trao con gái của cô cho nghĩa thì cô sẽ nói sao? Rồi các bạn ví dụ đi ha, trong một cái đám cưới này cho nó vui vẻ tí này, trong cái đám cưới này của bạn nghĩa với cả bạn thánh vi này, cô là bên nhà gái, cô đại diện nhà gái. Giống như mình hay xem trong phim á, là bố của cô dâu hay trao con gái cho chú rể đúng không? Thì khi mà đại diện nhà gái là cô này sẽ nói gì với Nghĩa trong trường hợp mà cô muốn nói là cô trao con gái của cô cho Nghĩa, cô sẽ nói sao? Rồi bạn nào trả lời được không? Yoromi Aka Ati. No, cô sẽ không nói như vậy. Cô sẽ không nói vậy, cô sẽ dùng luôn pronom rồi. Đây mình đang nói về chủ đề pronom rồi mà gì anh? Mình đâu còn ạ? Cô sẽ không nói là đôi mi y khả a tí. Cô sẽ không nói. Cô sẽ dùng luôn pronom về. Tại vì sao? Trong cái hội thoại đó thì có cô, bạn Nghĩa, là bạn Khánh Vi. Thì cái cô là người nói này. Cô đang nói với Nghĩa là người nghe, và Khánh Vi là đối tượng được nhắc tới trong câu nói của cô. Thì có ba người thôi. Cô sẽ không cần phải nói là đôi mi y khả a tí. Cô sẽ không nói vậy. Cô sẽ nói luôn trực tiếp là sao Nghĩa đây. Đối tượng trực tiếp những câu hỏi. Tê la đôi. Tê la đôi. Chính xác. Cô sẽ nói tê la đôi. Rồi, Nghĩa thấy không? Tê la đôi. Và trong cái câu ví dụ này, tê la đôi. Cô viết lên trên bảng này ha, cho bạn dễ nhìn. Cho vậy này, khi cô nói là tê la đôi ở đây. Ở Nghĩa, khi cô nhìn bảng này, cô cầm tay Khánh Vi, cô đưa cho bạn, cô nói là tê la đôi. Bạn có hiểu cô muốn nói gì không? Nghĩa? Dạ, hiểu. Vậy thì đâu là tân ngữ trực tiếp, đâu là tân ngữ gián tiếp trong câu này của cô đây, tê la đôi? Dạ, là trực tiếp, T là gián tiếp. T là bạn đúng không? Còn La là Thúy, là bạn Khánh Duy đúng không? Vậy thì trong khi nhìn cô nói T là đôi, cô sẽ không nói là đôi mi y khả tí. Cô không cần thiết phải nói như vậy. Vì khi cô cầm tay Vi cô đưa cho bạn thì bạn sẽ biết rằng cô đang nói về vấn đề gì khi cô nói rằng T là đôi. Và với chất tự của hai cái pronom này là T là ở đây thì mình sẽ hiểu rằng T đây nó là tân ngữ trực tiếp và La nó là tân ngữ gián tiếp. Nhưng cả hai tân ngữ này đều dùng để chỉ người hết. Đó, rồi bạn Nghĩa hiểu chưa? Đấy. Dạ. Rồi hiểu rồi ha. Rồi, hoặc như cô nói sao? À, cô đưa cuốn sách cho Nghĩa này, cô sẽ nói sao? Cô cầm cuốn sách cô đưa cho Nghĩa, cô sẽ nói sao đây Nghĩa? Tê lô đôi không cô? Đúng rồi, thì nó là tê lô đôi đúng không? Và trong trường hợp này thì bạn hiểu rằng cái bạn vẫn là người nhận hành động của cô, bạn là tân ngữ gián tiếp của cô này đúng không? Nhưng mà bây giờ cái tân ngữ trực tiếp của cô là cái lô là gì? Là cái cuốn sách. Vì đó là cuốn sách giống được số ít thì cô sẽ dùng là lô, thì cô không dùng là bạn Khánh Vi nữa, vì Khánh Vi là con là nữ này, giống cái cô có mỗi một đứa con gái cô gả cho Nghĩa thôi, cô đâu có nhiều con gái đâu đúng không? Cô sẽ là tê la đôi. Và chừng nào cô đưa có hai đứa con gái cô gả cho Nghĩa hết, cô sẽ nói sao? Là tê las đôi. Và như vậy thì cô có nghĩa là vi phạm luật hôn nhân gia đình rồi, lấy hai vợ đúng không Nghĩa? Đấy. Rồi, bây giờ một trường hợp khác này, cô bạn Nghĩa đang khát nước đúng không? Nghĩa xin cô cốc nước, cô đưa cho Nghĩa một cốc nước này, cô đưa cho Nghĩa chai nước ha, cô sẽ nói sao Nghĩa? Cũng là tê la đôi. Cũng là tê la đôi đúng không? Tê la đôi. Và trong trường hợp này thì cái la này cô còn là người nữa không? La cô bây giờ là cái gì? Dạ, la giờ là chai nước. Nó là botella de agua đúng không? Vậy y hệt cái câu của cô nói bạn là tê la đôi. Nhưng mà trong những trường hợp, trong cái contexto khác nhau, trong cái ngữ cảnh khác nhau thì mình sẽ hiểu là các cái trường hợp khác nhau. Và chỉ có người nghe và người nói hiểu nhau thôi, vì trong chúng ta đang cùng nói về một cái vấn đề nào đó đúng không? Nhưng nếu bây giờ ví dụ cô đang nói với vậy mình nghĩ mà các bạn khác đứng ở ngoài mà chỉ nghe lỏm và có hiểu cô đang nói gì về Nghĩa không? Hiểu không? Dạ, chắc không. Đúng rồi, các bạn không phải chắc không mà 100% không hiểu. Đâu hiểu cô Nghĩa đang nói về vấn đề gì đâu. Chỉ có người trong cuộc chúng ta đang cùng biết, chúng ta đang nói về một cái danh từ nào, một cái chủ thể nào, một cái trường hợp nào thì chúng ta mới biết và mới người chúng ta mới dùng những cái pronoun này để thay thế như vậy thôi. Còn người ngoài đứng mà nghe lén á, và nghe một câu câu chỉ nghe thế tê la đôi, thấy cô nói với Nghĩa lúc cô nói tê la đôi, lúc sau cô nói Nghĩa tê lô đôi, lúc sau cô nghĩ với Nghĩa tê la đôi, mà ai mà không biết thì không hiểu cô và Nghĩa đang nói về vấn đề gì đúng không? Hoặc cùng lắm có hiểu thì biết là cái tê đây là cô đang nói chuyện với Nghĩa là cái tê của cô thôi, còn cái lô la thì sẽ không biết nó là cái gì hết, không biết là người hay vật đúng không? Đấy Nghĩa. Vậy thì quay trở lại câu hỏi của bạn mình sẽ thấy rất là rõ là với cái tân ngữ trực tiếp ở đây này, người hay vật đều được hết đúng không? Người hay vật đều được hết. Trong trường hợp là tê la đôi là khi cô đưa con gái cô cho Nghĩa này,
khi gọi là tê la đô là cô đưa chai nước, có nghĩa là thì cái lai đều cùng chỉ một cái, nó đều chỉ thay thế cho một cái danh từ giống cái số ít nào đó mà thôi. Vậy nó có thể là người hoặc vật, đúng không? Nhưng mà cái tân ngữ gián tiếp ở đây này chỉ luôn luôn là người mà thôi. Đấy là nghĩa tiên đấy. Dạ. Dạ. Rồi, ngay ví dụ hiểu hơn rồi đúng không? Đấy. Hello de ma chico entendéis? Các bạn khác thì sao? Entendéis chico? Preguntas? Preguntas chicos? No preguntas, ¿eh? Si no preguntas, ahora pasamos a corregir los ejercicios de la unidad 2, ¿eh? ¿Eh? Hay algunos ejercicios que necesitáis que yo corrija, chicos, aquí. Đấy, thì con lớp ejercicio là unidad 2. Bữa trước cô tặng các bạn về nhà nhớ làm cái ejercicio, đúng không? Đấy. Entonces hay algunos ejercicios aquí que necesitáis que yo corrija. Dime, chicos. À, chỉ cần sửa thôi nha cô. Say siete ocho nueve. Cô đang nói là chỉ là bài sửa thôi, cô sửa bài các bạn thôi chứ cô đâu có là gì hả? Say siete ocho. Say siete ocho. Dạ, nueve cô. À, nuôi về tạm biên đấy, thì tôi sẽ 4 bài. Và các bạn khác thì sao? Có mỗi mình Nghĩa nó hỏi, và các bạn khác thì sao? Các bạn khác làm giỏi hết rồi đúng không? Không cần. Yes nữa cô. Hả? Okay. Yes nữa. Bài số 10 nữa cô. Yes, yes nữa. À, mỗi miền đấy, còn tôi sẽ. Dạ. Những bạn khác thì đã làm đúng hết rồi, không cần sửa, chỉ cần có mỗi bạn Nghĩa, các bạn Quỳnh mới hỏi những bài này thôi đúng không? Bài đấy, còn tôi sẽ numero 6. Single nữa cô. Thế, single. A ver chicos, número 5 yo no voy a corregir. Ok, número 5 aquí, muy fácil, es la audición. Yêu cầu của bài số 5 rất đơn giản. Ở đây các bạn có những động từ nguyên mẫu. Các bạn nghe băng. Và trong băng đấy sẽ xuất hiện những động từ nguyên mẫu này ở dạng pretérito perfecto. Và bạn sẽ cần phải nghe xem những động từ nào xuất hiện ở trong băng và đánh dấu ở đây không. Cô sẽ không sửa bài này vì bài này nó quá dễ. Vì sao cô nói dễ? Vì các bạn có băng nghe ở nhà, bạn nghe đi nghe lại nhiều lần, các bạn sẽ tìm ra được. Đấy, cô sẽ không sửa bài số 5. Đấy, thì đó là một bài rất là dễ. Cô sẽ sửa những cái bài nào nó liên quan tới ngữ pháp, mà nếu như ở nhà các bạn tự làm bạn sẽ không hiểu được hết, thì cô sẽ sửa thôi. Đấy, và bài số 6 đây thực chất nó có liên quan tới bài số 5. Liên quan tới bài số 5. Đấy, nhưng cô sẽ vẫn sửa. Vì sao? Vì cái bài này yêu cầu, vì nếu như bài số 6 không cần nghe mình vẫn có thể làm được, thì có những cái động từ này mình đưa nó xuống đây mình chia chính xác thôi. Nhưng bài số 5 nó là bài được nghe, cô sẽ không sửa tự nghe ở nhà ha. Nên cô sẽ sửa bài số 6. Rồi Nghĩa hỏi bài số 6 đúng Nghĩa? Rồi đọc lên đi Nghĩa. Dạ. Roberto ha hecho min cosas desde que ha llegado a Buenos Aires. Eso es, número uno, es correcto. Ha hecho mil cosas desde que ha llegado a Buenos Aires. Muy bien, sí. ¿Eh? Y número dos. La madre de Roberto no ha visitado a abuelo aún. Rồi, động từ đúng nhưng mà phát âm thì sai. Bạn dùng động từ visitado, đúng không? A visitado. Động từ visitado. Thì chú ý ha, phải không phải như bạn vừa phát âm ha. La madre de Roberto no ha visitado a ver a abuelo aún. Đấy, muy bien. Número 3. En abuelo le ha dado muchos recuerdos a su hija para Roberto. Eso es. Aquí número 3 tenemos en verbo dar. El abuelo le ha dado muchos recuerdos a su hija para Roberto. Eso es. Muy bien, Mía. Número 4. Roberto y su amigo Ernesto ha visitado en estadio de Boca.
Đấy, entonces ahora yo tengo una pregunta. Tú dices que aquí número 2, tú utilizas el verbo visitar, ¿no? ¿Y por qué aquí el número 4 tú repites otra vez el verbo visitar, ¿no? Entonces número 2 y número 4 aquí, Juan usa el verbo visitar, ¿no? Em nghĩ là dos, nhưng mà cái số 4 em nghe ra vậy em cũng biết sao. Đấy, entonces mình từng đây hỏi các bạn khác ha. A, B, chicos, này, B, đấy. Bạn nghĩa gặp khó khăn ở câu số 2 và câu số 4. Câu số 2 thì các bạn nghĩa đều muốn dùng động từ visita hết. Là hai lỗi câu chữ, có chữ hai cô đang muốn đợi nghĩa đọc hết xong rồi cô mới sửa. Đó. Và trong khi lúc qua cô và nghĩa đọc thì cũng không có bạn nào nói là bạn nghĩa làm sai hết. Bây giờ cô hỏi này, ở đây bạn nghĩa đã gặp vấn đề câu số 2, số 4, bạn nghĩa đều muốn dùng động từ visita đó. Vậy theo các bạn, câu nào dùng động từ visita mới đúng? Và nếu như câu còn lại không dùng động từ visita thì dùng động từ nào mới đúng? Đấy, chicos, thằng unas ideas. Unas ideas. Muy bien. Dinos, Lan. Número dos, la madre de Roberto no ha sido abuelo aún. À, muy bien. Tú utilizas el verbo ir o el verbo ser. Tú puedes pronunciar otra vez. Lo que yo escucho que tú dices, Lan, que tú dices que no ha sido abuelo, ¿no? Entonces, el verbo ser o el verbo ir. Bebo y Pues entonces tú puedes repetir otra vez, pronuncia más correcto, Lan. Otra vez. la madre de Roberto no ha ido a ver al abuelo aún. Eso es correcto, Lan, ¿eh? Porque antes yo escucho que tú dices que la madre de Roberto no ha sido, ¿no? No. Si tú dices, no ha sido, yo pienso en el verbo ser, ¿no? ¿Vale? Pero aquí, no ha ido a ver al abuelo aún. Entonces, ahora, número cuatro, tengo el verbo visitado, ¿no? Guía, ya, ahora, ¿entiendes, guía? Sí. ¿Entiendes? Muy bien, gracias, Lan, ¿eh? Muchas gracias, Lan, ¿eh? Y guía sigue, número cinco. Roberto es paseado con el abuelo Julián pero en barrio de San Telmo. Roberto, he pasado, he paseado, ¿correcto o no? Sí. No, el verbo pasear es correcto, pero tú dices, Roberto, he paseado, ¿sí o no? Roberto. Ba cero. Roberto ha paseado con el abuelo Julián por el barrio de San Telmo, eso es. Bạn lưu ý bạn nghe trong băng là E, tại vì anh này đang nói mà, đúng không? Trong băng là Roberto kể cho bạn mình nghe, Roberto chia động từ ở E. Rồi, cũng giống như lỗi sai lỗi của Thu Lan, cô hiểu Thu Lan khi bạn nói là ha sido, vì sao khi trong băng bạn nghe á, thì La Madre đang nói chuyện với cả Roberto, đúng không? Thì Roberto mới hỏi mẹ là ha sido o no? Thì động từ là ha sido. Nhưng khi bạn viết lại trong cái bài này, lý do cô sửa là như vậy ạ, thì cô muốn nghe xem các bạn dùng động từ khi bạn viết lại trong câu này có đúng hay không. Vì trong băng là hai người Roberto và mẹ mình đang nói chuyện với nhau, sẽ dùng Muyo và Ngô Tú. Vì thế bạn sẽ thì nghe động từ chia Muyo là e, chia Ngô Tú là as, rồi đúng không Lan, đúng không Nghĩa, đúng không? Đúng rồi ha. Đó, nhưng khi mình làm cái bài ở trong này, tức là bạn đang chuyển tất cả các động từ đó viết về một cái đối tượng, bạn đang viết về Roberto, về madre của bạn, Roberto, về abuelo, tức là những cái người này đang là ngôi thứ ba mà, đâu phải là Yo là Tú nữa. Đấy, tức là những hành động mà họ thực hiện trong đoạn băng, họ đang nhận là Yo và Tú. Thì khi bạn viết lại, bạn trở thành người viết, bạn là người viết, bạn là ngôi thứ nhất á, thì những người này trở thành ngôi thứ ba, đúng không? Vậy thì động từ chia cho họ phải chia ra ngôi nào mới đúng đây? Ngôi thứ ba mới đúng ha, Lan ha, Nghĩa ha. Comprendes? Entendes? Rồi, bây giờ Lan đã hiểu chưa? Tại vì sao cô nói bạn sai chưa? Vì khi cô nghe thì bạn nói là acido á. Đó, động từ bạn dùng vẫn đúng là động từ ir á, nhưng mà không phải là acido. Và khi bạn nói này, acido đó,
nó sẽ thể nghe thành hai động từ nhất động từ ir đó chia cho ngôi tú asido, hoặc động từ c đó chia cho ngôi thứ ba asido. Nhưng mà phát âm nó phải khác nhau một chút xíu, mình nói là acido, acido thì đó, phát âm nó khác nhau một chút xíu. Và cô hiểu rằng lỗi sai đến của bạn không phải là do bạn chọn sai động từ, không phải bạn nhầm động từ c, động từ y, mà do bạn nghe ở trong băng lúc đấy ở nhà, sau đó bạn nghe là động từ bạn đúng là acido mà đó, đúng không? Bạn đang nghĩ như vậy ha. Rồi đã hiểu sao cô nói bạn sai chưa, là chú ý nha. Đấy, những cái sửa đây, La Madre là Aido và Roberto thế là sao? Là Apaseado, đúng hả nghĩa ha. Rồi, câu cuối. Roberto le dice a su madre que aún no le ha escrito una postal al pueblo. Rồi, lại phát âm sai rồi nghĩa. Động từ bạn phát âm sai á. Thứ nhất động từ bạn dùng lên động từ gì? Dạ. À đúng rồi, escribi đúng không? Vậy thì bạn chia lại cho cô động từ đi. Động từ này chia ngôi pretérito perfecto mà chia cho ngôi ấy đấy nha. Roberto. Dạ là escrito. Đúng rồi, phát âm thì đúng ha. Đọc lại câu cho cô luôn. Dạ là Roberto le dice a su madre que aún no le ha escrito una postal al abuelo. Eso es, eso es, eso es. Cái bài số 7 này cũng lại là cái bài nghe, vẫn là cái bài nghe này thôi. Bài 5, 6, 7 nó thực ra nó chỉ là bài nghe. Và thực sự cô chỉ một sửa bài số 6 thôi. Các bạn sẽ bị nhầm khi mà các bạn viết lại các cái câu giống như bạn Lan hay bạn Nghĩa bị nhầm. Nhưng các thông tin còn lại thì các bạn có thể tự nghe đi nghe lại nhiều lần để có thể kiểm chứng xem đúng hay sai được. Thế thì cô xin phép cô không sửa bài số 5 và bài số 7 ha. Nghe tự cả tự nghe đi nghe lại đi. Nghe nhiều lần cho nhớ cho thấm. Cô sửa bài số 6 thôi. Thì cô chuyển sang bài này. Bài số 8, tập trung vào cái phần ngữ pháp mà các bạn sẽ không thể tự sửa ở nhà được. Đấy. Bài số 8 này làm gì? Lola, los, las, le, le. Hay cho những cái viết đậm này đúng không? Rồi, như bài số 8 ấy vẫn là nghĩa đòi sửa hả nghĩa? Dạ. Rồi, vậy thì nghĩa đọc luôn. Tiếp theo nghĩa, câu số 2. Dạ, câu là no le ha escrito. Roberto le ha escrito. Đấy, phải ada bolo bằng le. Chính xác. Roberto le ha escrito muy bien. Số 3, número 3. No le han visitado los padres de Roberto. No le han visitado los padres de Roberto. O sea, los padres de Roberto no le han visitado. Được ha. Đấy. Muy bien, número 4. Sí, lo ha... Lo ha visto Roberto. Lo ha visto, sí, lo ha visto. Lo ha en el estadio de Boca, ¿no? Muy bien. A ver, número 5. Sí, los ha comprado regalos. No, hombre, los. Su madre y su tía. Rồi, số nhiều, ¿no? Luran, su madre y su tía. Số nhiều, ¿no? Y su madre y su tía aquí, femenino o masculino. Femenino, đúng không? Femenino, đúng không? Bạn nói los, đúng không? Las ha comprado. Cũng không phải las luôn. Nhìn câu này của cô này. Chúng ta có compra kế, compra regalos. A kiến, a su madre y su tía, đúng không? Rồi, vậy câu này á, cái su madre và su tía nó là objeto directo o indirecto? Indirecto. Đúng rồi, nó là indirecto đúng không? Vậy thì câu này mình phải trả lời sao mới đúng? Dạ là si les ha comprado regalos. Đúng rồi, câu trả lời đầu tiên bạn nói là les ha comprado regalos, chấp nhận được ha. Nhưng chính xác hơn thì mình phải thay đổi cả cái regalos lẫn cái su madre su tía bằng cái pronom về, đúng không? Vậy chính xác hơn câu này trả lời nào mới đúng? Dạ sao cô đẹp. Rồi nhắc lại nha. Cái câu này này cô nhắc lại cho cả lớp cùng theo dõi luôn. Mình nhắc lại luôn. Trong câu này này chúng ta có regalos là objeto directo. Su madre su tía là objeto indirecto. Rồi vậy thì câu đầu tiên bạn nghĩa là bạn nghĩa nói là los là sai đúng không? Là sai.
su madre su tía là indirecto và nó là femenino, vậy thì nó phải là les mới đúng chứ không phải los. Los này nó đang là objeto directo của cái gì, của cái masculino, nhưng đây là objeto indirecto mà lại là femenino, vậy thì không thể là los được, nó phải là les mới đúng. Rồi, vì thế bạn Nghĩa đã sửa lại, bạn Nghĩa nói là si les ha comprado regalos, đúng ha Nghĩa ha, không sai. Nhưng câu nói này, trong câu này có tới tận hai cái objeto, một cái directo, một cái indirecto, và cô muốn chuyển cả hai cái này thành pronom re cơ. Vậy thì câu này chính xác hơn thì sẽ phải nói như nào mới đúng. Ở Nghĩa làm được không? Trước khi cô hỏi bạn. Dạ, là les los a comprado. Rồi, các cho điểm không có Nghĩa. Từ đầu giờ, cái gì? Từ đầu giờ nghe các bạn sửa như nào, tôi còn nói là les los gì đó. Cho điểm không ha. Ở các bạn ơi, đúng không? Celos. Đúng rồi, celos sao? Celos a comprado. Đúng rồi, bây giờ thì sẽ được được giữ lại lớp, không bị cho điểm không nữa. Mãi celos a comprado, đúng. Rồi. À, vậy chicos, các bạn khác trong lớp có hiểu không? Chicos. Sí. Celos a comprado. Rồi, nghĩa câu cuối. Dạ, câu cuối là em không nghe được. À, câu cuối không nghe được. À, các bạn khác giúp Nghĩa đi. Câu cuối này làm trả lời câu này đúng hay sai? Si o no? Conoce bien Roberto la ciudad de Buenos Aires? Cái câu trả lời là si o no? Si o no? Ở Quỳnh, Thúy Quỳnh, si o no? Em cũng không nghe được câu này cô ơi. Tại sao không nghe được câu này? Tại vì trong bài họ không hề nói rõ là, trong bài anh này không hề khẳng định là sí hay no, đúng không? Nhưng mà trong bài khi mình đi nghe đi nghe lại nhiều lần, các bạn nghe những thông tin mà anh này thông báo trong này, như anh này đi chơi với cả ông của bạn này, anh này đi tới sân vận động Boca này, anh này đi chợ để mua đồ cho mọi người trong gia đình. Vậy thì theo bạn, cái câu số 6 trả lời là sí o no? Rồi, tiếp theo các bạn câu số 6 trả lời si or no? Si. Si, đúng không? Các bạn lưu ý có những bài nghe nha. Bài nghe của mình á, thường một bài nghe khi bạn nghe kiểm tra trình độ, nó sẽ luôn luôn đi từ trình độ từ thấp tới cao. Những cái câu từ số 1 tới số 5 này để giúp các bạn có được điểm từ trung bình cho tới điểm khá. Nếu như bạn trả lời được đúng tất cả các câu này. Và cái câu số 6 này sẽ giúp cho các bạn phân biệt xem các bạn thực sự hiểu cái bài nghe này 100% hay không, để có thể đạt đến được điểm giỏi hay không. Vì trong bài anh Roberto không hề khẳng định một câu khẳng định là tôi conosco muy bien la ciudad de Buenos Aires. Anh ấy không hề khẳng định điều đó. Nhưng thông qua những thông tin anh ấy nói thì sao? Anh ấy được đi ăn nhà hàng, rồi đi Pasea về ông nội của Apulian ở cái San Temo này, rồi đi tới sân vận động Estadio de Boca này, rồi đi chợ mua quà cho mọi người này. Vậy thì tức là anh này có conoce bien ciudad de Buenos Aires không? Chắc chắn là có. Và cái câu số 6 để kiểm tra khả năng hiểu của các bạn trong một thời gian ngắn nghe băng. Vậy thì bạn có thể tổng hợp các thông tin lại và hiểu nó trả lời đúng hay không. Và câu này để xác định xem trình độ các bạn đang nằm ở trình độ khá giỏi hay không. Nếu không trả lời được cũng không sao hết, vì nếu như mình trả lời đúng từ câu số 1 tới câu số 5, trình độ mình đã là trung bình rồi, để tiệm cận khá rồi, không sao hết. Nhưng nếu như để chứng tỏ rằng các bạn hiện nay đang đạt cái trình độ đúng của nó và bạn thực sự hiểu cái video này, cái audio này, thì bạn phải trả lời được đúng câu số 6 là sí. Rồi, và trả lời sao đây Nghĩa? Nếu như trả lời sí thì mình sẽ nói sao? Sí, là gì? Rồi, sí là sí, sí là conoce Roberto bien. Muy bien, sí là conoce bien. Không cần nhắc lại Roberto, bạn nói là câu hỏi là conoce Roberto bien la ciudad de Buenos Aires, mình trả lời là sí là conoce bien là đúng. Muy bien Nghĩa. Rồi, vậy thì sau khi sửa xong hiểu hơn, hiểu bài hơn chưa Nghĩa? Cảm ơn chưa? Rồi. Đấy. Rồi, đến bài số 9 ha. Bài số 9 này bài cô đánh giá bài khó nhất ở trong cái phần bài tập này. Rồi. Bài số 9 này vẫn là câu hỏi của bạn Nghĩa thôi. Cô mời bạn khác làm giúp đi ha. Bạn Nghĩa nói nhiều quá rồi. Bài số 9 này mình điền me, te, le, se, lo, la, los, la. Rồi, tức là trong cái này sẽ xuất hiện tất cả các loại pronom về persona ở đây. Có thể là tân ngữ trực tiếp, tân ngữ gián tiếp. Rồi. Có thể là người, chỉ có thể là chỉ vật. Tất cả các dạng ở đây các bạn phải điền nó. Rồi. Có bạn nào xung phong không?
Bạn nào xung phong không? Các bạn lưu ý ha, xung phong không có mất gì hết, cũng giống như lúc ấy bạn là Trường An hay bạn Nghĩa xung phong đọc, và khi các bạn đọc cô sử các bạn còn có thấy các bạn hiểu bài hơn không Nghĩa? Trường An. Khi mình xung phong mình đọc lên á, rồi được Là cô hiểu sử nhiều hơn. hiểu nhiều hơn đúng không? Rồi vậy thì lên thăm cô hay là các bạn có xung phong hay không? Cô không có muốn bắt ép các bạn, nhưng nếu như bạn thấy rằng khi bạn đọc lên á, các bạn được cô sửa trực tiếp như vậy, các bạn thấy các bạn hiểu bài hơn. Đầu Trường An mới đọc lên rồi cô sửa có thấy hiểu bài hơn không Trường An? Sí. Đúng rồi. Đấy. Rồi vậy có bạn nào xung phong không? Đấy. Xung phong. Đấy là chị có xung phong không? À, không có bạn xung phong à, mua biển Trúc Vi, mua biển đợi mãi này xung phong Trúc Vi Adelante. Đọc cái đọc đọc tất cả à, không thực ra thế mà đọc có hai ha, có đây có tận hai người bạn thôi không sao. Trúc Vi là Y Khà đi ha, rồi đây có hai người mà một người màu xám một người màu đỏ này, màu xám là Y Khà, Trúc Vi là Y Khà đi, rồi còn một vai còn lại là vai người cha, đọc cái từ ở trong cái phần màu đỏ, có bạn nào xung phong không? Xong làm cha môi biển Trường An, môi biển đấy, môi biển rồi Trúc Vi là Y Khà, Trường An là ba rề hai, rồi bắt đầu các bạn đọc đi. Hola papá, ¿qué tal has pasado la semana? Muy bien, hija, muy bien, tranquilo, aquí en casa. ¿Y tú? ¿Qué has hecho? Yo no he parado el lunes, compré las maletas para el viaje a Mallorca y hoy he ido a la tienda porque las han dado unas equivocadas. Muy Las bien. he cambiado y luego las he llevado a casa. Muy bien. Rồi, Vi dừng lại câu một chút ha. Mình đi từng phần sửa luôn cho các bạn nắm được. Rồi, câu số 1 tới câu số 3 bạn Vi làm chính xác hết. Những cái last này là thay thế cho cái gì đây Vi? Last mà Chính xác trong câu số 1, số 2, số 3. Cái last này thay thế cho last maletas ở đây. Và mẹ của Roberto đang nói về việc mà sao bà đi mua maletas nhưng mà maletas có vấn đề đúng không? Là bà phải cambia maletas và sau đó thì cái maletas để bà gây ba đồ a casa. Chính xác từ 1 tới 3 chính xác hết đã Vi ha. Xin kể. sacado los billetes por internet y los he recogido en Abu Aebro después he llevado a María a la piscina y los he dejado allí hecho a comprar y la tengo todavía en Maletero, en Goye. Muy bien, Vi đấy. Espera, dừng lại ha. Rồi. Từ câu số 4 đến câu số 6 có một câu sai, đó là câu số 5. Rồi. Câu số 4 này, bạn nói e sacado los billetes por internet y los he recogido. Vậy thì los ở câu số 4 là đúng mà thay thế cho cái gì đây Vi? Los billetes. Chính xác thay thế ngay cho cái danh từ trước đó, los billetes ha. Rồi. Câu số 5 của bạn sai này vì bạn dùng từ dùng los. Vậy thì cái los ở câu số 5 bạn đang thay thế cho cái gì đây? Này dùng lề hả cô? À đúng rồi, bây giờ bên dưới bạn dùng lê là thay thế cho cái gì? Là business. À không có piscina, ta thấy được là piscina đâu phải là tân ngữ của mình đâu. Trong câu này của mình động từ là e dê ba đồ đúng không? Rồi, dê ba đồ cái gì đây? Ai đây? Maria. Đúng rồi, trong câu này Maria mới là tân ngữ, mới là optional của động từ dê ba đồ đúng không? Còn cái a la piscina thì không phải là optional nha, nó chỉ là cái complemental để luga, nó là một cái trợ từ lên về cái địa điểm hay còn hay gọi là trạng ngữ thôi nha, thì bài học bên syntax sẽ rõ hơn. Nhưng trong trường hợp bài cái a la piscina nó không phải optional, nó không phải là đối tượng của cái hành động dê ba, và đối tượng hành động dê ba là Maria. Rồi vậy thì mình phải thay thế Maria này cho cái đội số 5 này bằng một cái pronoun về tương ứng, mà pronoun về nào mà đúng? Después he llevado a María a la piscina y rồi mình để cái tân ngữ nào, mình để cái pronoun về nào đây thay thế cho cái tân ngữ Maria đây mình đúng nào? Ví Lê. à mình có thể để lê hoặc là la đúng không? Lê hoặc la đều được hết ha, đều chỉ người ha. Đấy, ngôi việc thì câu số 5 bạn luôn ta nói lốt là sai rồi đúng không? Để là lê hoặc là la. Đó.
Nếu bạn coi Maria đây là tân ngữ trực tiếp thì nó sẽ là la luôn, đi la e để khá đồ ý, và la sẽ chính xác hơn. Nhưng dùng lê vẫn đúng. Tại sao? Vì như cô con từng nói này, trong tiếng Tây Ban Nha có một cái xu hướng gọi là xu hướng leismo, vậy tức là tại sao gọi là leismo, tức là họ dùng cái lê cho tân ngữ trực tiếp lẫn tân ngữ gián tiếp chỉ người. Cứ là người thì họ dùng lê luôn, họ không dùng lola nữa, vì họ nói rằng lola là dùng cho vật rồi, vậy thì người là lê luôn, trực tiếp hay gián tiếp đều là lê hết. Thế câu số 5 này nếu bạn dùng lê hay bạn dùng la, cô đều nói là đúng hết ha. Đấy. Nhưng nếu mà theo đúng sách ngữ pháp, về mặt đúng học thuật, thì ở đây phải dùng la mới chính xác, vì câu này là Maria là tân ngữ trực tiếp hành động Ye-ba mà. Ye-ba A Kiến, à Maria, rồi la đây là chính xác ha. Thì thế tiếp tục này, câu số 5 bạn nuôi bạn dùng lốt là sai, thì dùng la hoặc lê mới đúng ha. Nhưng sau đó câu số 6, số 7 của bạn đúng hết. À, câu số 6 bạn đúng ha, vì bạn nói là e cho la combra, y bạn nói là lo tengo todavía en el maletero, à la tengo todavía en el maletero, đúng không? Và cái la thì cho cái gì đây Vi? Vi? La vistina. No, la combra. Lộn cô. Lộn đúng không? Dạ. Câu số 6 anh. E cho la combra. Y la tengo. Vậy cái la này là gì? Là cái la combra này. Các bạn lưu ý ha, những cái pronom để những cái tân ngữ pronom về lola lốt rát mê tê nê xéo này đấy á, nó thay thế cho danh từ. Danh từ đấy có thể là su khê tổ, có thể là ốc khê tổ như mình vừa làm trước đó mình biết rồi ha, trường hợp này thì là ốc khê tổ thôi, nhưng thay thế cho cái ốc khê tổ nào, cái danh từ nào phải đứng ngay trước đó, được nhắc tới gần trước đó, còn nếu mà đứng sắp tới từ cách xa trước đó thì mình sẽ không nhắc tới nữa, đúng không? Mình sẽ không thể thay thế được. Vì thế ở đây chúng ta có cái la combra là đứng gần nhất này, vậy thì phải là cái la để thay cho cái la combra, chứ không thể thay cho cái piscina hay cái gì trước đó, nhớ nha. Đấy. Si kê vi. Llamado Roberto por Skype. Y le hago recuerdos para ti, dice le escribe hoy sin falta. Đấy rồi. Mấy câu này sai, hơi sai một chút xíu này. Rồi. Thứ nhất này, câu số 7 đúng. Le a llamado Roberto. À, cô xin lỗi. Cả ba câu đều sai luôn. Xin lỗi bạn Vi ha. Giờ bạn Vi nhắc đọc lại cho cô một lần nữa đi. Thì cô kiểm tra lại xem bạn đúng hay là cô bị nghe nhầm. Đọc lại đi Vi. Đọc lại. A llamado Roberto Bonscabe. Y la a llamado recuerdos para ti, dice que le escribe hoy sin falta. Rồi, vậy là không phải là cô nghe lầm mà là bạn làm sai hết từ câu số 7 đến câu số 9 luôn. Tại sao sai này? Nhìn nhá. Trong câu này động từ cô là ayamado. Động từ là ayamado đúng không? Động từ tiếp theo là sao? Adado. Rồi, động từ cuối cùng là escribe. Ba động từ đang được chia cho ngôi thứ mấy đây? Ngôi số 3. Là ngôi thứ ba đúng không? Rồi. Vậy theo bạn trong câu về động từ cả ba người được chia cho ngôi thứ ba và chủ thể của nó là ai? Chủ ngữ của nó là ai? Sujeto của nó là ai? Ai gây ra ba hành động này đang được chia ngôi thứ ba số ít này? Ai? Có phải là bà mẹ không? Tại sao bà mẹ được? Ở trên bà mẹ dùng e này, bà mẹ đang nói chuyện với bố và ông ngoại mà đúng không? Bà mẹ đang nói chuyện với ông ngoại vì bà mẹ là yo còn ông ngoại là tú và ngược lại ông ngoại là yo bà mẹ là tú này đúng không? Mẹ trước đây mẹ dùng eido này, e cambiado này, e yabado là đều là mẹ hết mà, con là mẹ hết mà. Nhưng bây giờ động từ chia thành ngôi thứ ba số ít thì là ai mới gây ra hành động này mới đúng? Có phải là mẹ nữa không? Roberto. Đúng rồi, trong câu này Roberto mới là người gây ra hành động này. Và Roberto đây nó chơi ác với mình này, giống như bữa trước bạn có hỏi cô mà đúng không? Nhớ không? Này, ta chơi ác là để Roberto đứng sau động từ này. Đó. Nên là mình không nhận ra, nhưng mà trong câu này này chủ thể của cả ba hành động Yamado, Adado và Escribe đều là Roberto hết. Roberto mới là người gây ra hành động này. Vậy thì ai là đối tượng nhận hành động này của Roberto? Ai là người đối tượng nhận hành động Yama của Roberto? Ai là người đối tượng nhận hành động Adado của Roberto? Và ai là người... Ai? Bà mẹ. Đúng rồi, là bà mẹ. Chính xác, bà mẹ nhận hành động này của Roberto đúng không? Bà mẹ nhận hành động này ở câu số 7 và câu số 8 của Roberto. Vậy thì ở đây cái pronom về nào mình điền ở đây mới đúng? Lô. Không, sẽ lô được bà mẹ mà. Nhưng trong cái hội la. Thoại không phải la. Các lưu ý trong cái hội thoại này bà mẹ đang nói chuyện với ông ngoại. Bà mẹ đang xưng con mà. Yo
trong đoạn hội thoại ông ngoại đúng không? Là bà ngoại bà mẹ kể lại rằng Roberto gọi điện cho mẹ. Vậy thì trường hợp này á, thì cái số 7, số 8 này dùng tân ngữ nào, dùng cái đại từ nào mới chính xác? Mẹ. Đúng rồi, chính xác rồi, câu trả lời perfect à. Dùng mê mới đúng. Mê a yamado Roberto po Skype. I mê a dado recuerdo starati. Đúng không? Bà mẹ đang nói chuyện ông ngoại mà. Bà mẹ đang kể lại việc sao Roberto gọi điện cho mẹ này. Roberto. Vậy tức là sao? Là Roberto gọi điện cho ba, à, cho con đó ba. Đúng không? Và Roberto sao? Gửi con các lời gửi lời hỏi thăm ba tới con. Nó tức là nhờ con đưa cái lời, đúng không? Vậy là me ai yamado Roberto po Skype e me adado recuerdo starati. Sau đó câu số 8 này này, đi se que escribe hoy sin falta. Rồi vậy thì ở đây số 9 này ai là người nhận hành động escribe của Roberto đây? Tên Roberto gọi điện thoại cho mẹ, Roberto hỏi thăm ông ngoại, hỏi thăm mẹ với ông ngoại đúng không? Và sau đó thì Roberto nói Roberto sẽ viết thư cho ai? Thư cho ai? Cho ngoại. Đúng rồi, cho ông ngoại đúng không? Và ông ngoại trong hội thoại này sẽ được trở thành gì? Ông ngoại đang nói chuyện với mẹ mà, vậy ông ngoại sẽ là gì ở đây? T. Đúng rồi, T. Chính xác, ở câu số 9 này sẽ là T. À, rồi, tức là câu số 7 nữa. Me a llamado Roberto por Skype. Me ha dado recuerdos para ti y dice que te escribe hoy sin falta. Rồi mình hiểu đúng không? Rồi Roberto gọi điện cho con này. Roberto gọi điện cho con này. Rồi Roberto nhờ con gửi lời hỏi thăm ba tới con này. Rồi Roberto nói là Roberto sẽ gọi viết thư cho ba đúng không? Rồi tiếp tục, rồi bây giờ tới ba đi ba. Está bien, el muchacho. Dalo muchos pesos de mi parte. Dalo muchos pesos de mi parte. Có phải lô không? Lô đây là tân ngữ trực tiếp. Đúng không? Lô đây là tân ngữ trực tiếp. Nhưng mà ở trong câu này, động từ da là chủ ngữ, chủ thể là hành động này. Da cái gì? Da muchos pesos. Đúng không? Vậy thì mua cho B số này nó là tân ngữ trực tiếp. Vậy thì cái chấm 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 đây nó phải là tân ngữ gián tiếp chứ đúng không? Lê đa lê mua cho B số. Chính xác, đa lê mua cho B số để đi ba tê. Và cái lê này tới ai? Là tới cái Roberto, tới cái muchacho, tới Roberto đúng không? Đa lê mua cho B số để đi ba tê. Mỗi miền. Sigue. Vi. Sí, está fenomenal. Dice que bueno, Andrés es enorme. Pedro no me ha visto todo y tu papá has terminado en Pule. Rồi, dừng lại. Dice que está fenomenal. Dice que Buenos Aires es enorme. Ah, dice Roberto, đúng không? Roberto dice que Buenos Aires es enorme. Pero no ha visto todo. Vậy là ha visto đây là ai? Là vẫn là Roberto, đúng không? Roberto. Nhưng mà Roberto visto cái gì? Roberto ha visto kế. Ở đây cái số 11 này là ha visto kế. Vì ha visto kế ở đây? Buenos Aires. Đúng rồi, Buenos Aires đúng không? Đó là Buenos Aires. Cái Buenos Aires đây là mình dùng cái nó đóng vai trò là objeto directo o indirecto. Directo. Đúng rồi, directo đúng không? Một directo đó là directo. Và Buenos Aires đây sẽ là directo đúng không? Sí. Nó sẽ không phải là yo, phải là tố về nó sẽ là ngôi thứ ba. Vậy bạn sẽ dùng Lola hay cái gì ở đây? Los. Không có, Buenos Aires nó là tên của một thành phố. Lo. Không phải lô, nó là la. La. Ciudad. Số 11 đây phải là la đúng. Ino la ha visto todo. Tiếp tục đi bố. ¿Qué dices? No lo voy a terminar nunca. Muy bien. Dos mil piezas y las tengo todas en la mesa del estudio. No sé, poco a poco.
Además, en Pedro me distrae mucho. Hace un rato lo he sacado con Madrina. Muy bien. Lo hemos llevado al parque. Que lo gusta mucho. Oh, con pelo, pelo. Y le gusta mucho. Đúng rồi, Lê, mày đúng ha. Muy bien, sigue. Y está siempre lleno de pedros. Es muy travieso. Le coge todo. No, no, không phải Lê, không phải Lê. Rồi, dừng lại ở đây, cô sửa cái từ 13 đến 16 trước đã, rồi mình sửa tiếp ha. Rồi. Tiếp tục số 12, bạn làm đúng ha. La, alo, lô thì lô en puzzle, đúng không? Số 13 là la, chính xác luôn, bạn nói là dos min piezas, la. La để thay thế cho cái dos min piezas. Rồi, chính xác. Số 14 bạn dùng lô, chính xác luôn, mình lô thay thế cho con gì? Con chó en perro. Số 15 cũng là lô, rồi, đó, lô đây là con perro. Nhưng số 16 ta có động từ gusta, có me gusta, le gusta. Và đây đang nói là con chó hay thích, đúng không? Thì là sẽ là le gusta mucho, chính xác. Rồi. Nhưng câu số 17 đây không phải như bạn vừa nói. Đây là sao? Cô khê tô đồ. Ai cô khê tô đồ đây? Ai là người hành động với hành động cô khê đây? An, ai là chủ thể hành động cô khê đây? Madrina. Không. Hành động chủ thể hành động cô khê đây là con chó, vì trước đó họ nói, ông ấy nói này es muy travieso, toàn bộ cái đoạn này đang nói về con chó hết, xoay quanh con chó hết. Marina không có vai trò gì đây. Es muy travieso. Ai travieso? Con chó thì travieso mà giống được mà. Marina giống cái là travieso, Marina giống được cô, tên là tên cô giúp việc đúng không? Đó. Es muy travieso, giống được, phải là con chó muy travieso. Thì con chó cũng cô khê tô đồ đúng không? Cô khê cái gì? Lô cô khê tô đồ. Tại sao lô? Chúng ta có tô đồ ở đây. Và cái lô đây không chỉ cho bất cứ một danh từ giống đực cụ thể nào, mà nó lô là chỉ tất cả mọi thứ tô đồ. Lô ta gọi là lô neutro, chỉ một cái sự vật sự việc hiện tượng nào đó, mình không muốn nhắc tới cụ thể ở đây, mình nói chung chung lô neutro. Lô cô khê tô đồ. Tiếp tục số 18, 19 đi. Sẽ lô lleva a mi cuarto y lo muerde. Muy bien, se lo lleva a mi cuarto y lo muerde. Tại sao có se? Nó có động từ lleva, se, đúng không? Se này không có chỉ người, không phải là pronoun về personal, mà se đi với động từ lleva. Lleva là se, và lo vẫn là cái lo phía trước. Se lo lleva a mi cuarto y lo muerde, chính xác, vẫn là cái lo phía trước này ha. Rồi. Muy bien, sigue an. Yo lo digo. No, no. Tren. Số 12 lô đọc về Lê. Vì sao? Vì ông này đi go cái này tới con chó. Vậy con chó sẽ là tân ngữ gián tiếp. Ông ấy nói cái gì? Nói no, Randy, no, basta. Ông ấy nói như vậy. Tới ai? Tới con chó. Vậy thì cái 21 này là cái pronoun để chỉ con chó. Vậy nó sẽ phải Lê. Yo Lê đi go. No, Randy, no, basta. Đúng đúng. Nên chứ phải lô. Đấy. Vì bạn luôn nhớ nói cái gì tới ai, về nói gì, no Randy, no basta, tới ai, tới con chó, vậy là Lê đây mới đúng ha. Đấy, đi kìa. Y no lo hace caso. Rồi, số 22 các bạn có thể làm sai không sao hết. Ở đây là no me hace caso. Chúng ta còn cấu trúc câu là hace caso a alguien, là để ý tới ai đó. Hace caso a alguien. Hace caso a alguien. Hace caso a alguien. Rồi, cấu trúc như vậy. Hace caso a alguien là quan tâm, để ý tới ai đó. Và trong trường hợp ý ông này nói sao? Ông này nói con chó là no, Randy, no, basta, là con chó sao? No me hace caso. Cấu trúc này. Hace caso. Hacer caso a alguien, no me hace caso. Hace caso a alguien. Tiếp tục số 23. Que lo parece. Que te parece. Thấy như thế nào? Que te parece. Rồi, nhớ được từ parece của tôi từng nói ở môn A2 không? Từ parece đúng không? Me parece genial, me parece
interesante, te parece, que te parece, cấu trúc câu parece này dùng giống như động từ gusta, dùng để hỏi về cái quan điểm suy nghĩ ngoài đó, que te parece, thay vì đó là que piensas mình nói đó là que te parece, và động từ được dùng giống như động từ gusta. Rồi nhớ lại đi ha, cô đã từng nói ở môn A2 rồi đấy. Seguimos, Quỳnh. À, lo siento, Vi. Bueno, papá es pequeño, solo tiene 8 meses. Los estás educando paciencia. Vi, phải los không? Ở đây 8 meses nữa hả? Không có 8 meses đi với con chó. Con chó tiene 8 meses. Và ông này đang estás educando ai? Con chó. Vậy có phải los không? Không. Chỉ là lo mà thôi. Lo estás educando. Vẫn đang nói về con chó mà. Con chó es pequeño này. Con chó solo tiene 8 meses. Đấy, cô hiểu bạn dùng lốt là thay thế cho cái 8 meses này đúng không? À, nhưng mà đây không phải đang nói về cái 8 meses, mà đang nói về con chó này và ông này sao? Đang dạy dỗ con chó này. Lo estás educando. Lo estás educando paciencia. Rồi, sigue. Que padre es lo tengo que ir a recoger a Sandra. À, dừng lại, không phải lo. Tengo que ir a recoger a Sandra. Ở đây đối tượng của hành động recoger là Sandra, và cái khoảng trống 25 này là muốn thay thế cho cái Sandra đây, và đang nhấn mạnh. Nhưng mà ở đây ví dụ chú ý này, cái động từ nó có động từ irse, rời đi. Và đây này, cái số 25 này không phải là để thay thế cho Sandra, mà thay thế cho động từ irse. Me tengo que ir ya a recoger a Sandra. Tengo que irme. Động từ irse là rời khỏi chỗ nào đó thì đi tới đâu đó, đúng không? Đấy, câu số 25 này là me tengo que ir ya a recoger a Sandra, chứ không phải lo la los la gì đó đây. Đi, đến tienes. À, sí. Có 26. Sigue, 26. Dame un beso a Marina. Tại dame. Ba lê. Đúng rồi, da lê, đúng. Là cái lê hay thế là cái gì? Lê thay thế cho cái Marina này. Trường hợp này là mặc dù bật cần nhắc da un beso a Marina để đủ rồi. À, nhưng họ muốn thêm chữ lê để nhấn mạnh là sao, là da beso tới Marina, da lê un beso a Marina, ở đây là lê và cái lê thì cho Marina. Rồi. Tiếp tục, sigue. En jueves ver en bu ben ben bu a via sista le adios. À, lê ở đây là ai, bạn đi thăm ai đây? En jueves ver bu a visita ai đây? Sandra. Đâu có. Cô ấy đang nói chuyện với bố mình mà, đúng không? Cô ấy phải đi này. Và cô ấy nói bố mình là hãy gửi lời chào. Cái beso không hẳn là, không phải là beso thật đâu nha, mà chỉ là đến cách nói là dao beso tới ai đó là sao, là gửi lời chào tới ai đó. Dao beso a Marina là gửi lời chào tới Marina này. Cô ấy nói sao? Em jueves vuelvo a visita. Ngày thứ năm này cô ấy sẽ đi tới thăm ai? Bố. À, thăm bố mình đúng không? Rồi, vậy đây sẽ là gì? Lô. Không có, đang nói chuyện với bố mình mà, bố mình đang là ngôi thứ hai của mình, đang nói chuyện với mình mà. À, đấy là tề, đúng không? Nhưng mà ở đây không chỉ có bố mà còn có Marina, còn có con chó nữa. Vậy tức là sẽ đổi tề thành cái gì? Có bố này, có tề. À đúng rồi, có os, đúng không? Rồi vừa có bố, vừa có cả cái cô Marina này, vừa có con chó nữa, là nhà của bố có tận 3 người luôn, đúng không? Thì thế phải là en jueves vuelvo a visitar os. Và cái os này là sao? Là vosotros. Vosotros bao gồm là tú là các người và các bạn của tú, đúng không? Vosotros, os. Chính xác, câu cuối cùng. Rồi, bạn An. Adios, hija. Rani, dile adios a Sofia. Así, muy bien. Muy bien, đấy. Dile adios a Sofia. Muy bien. Dile a qué significa Sofia? Di que, di adios a quién? A Sofia, dile adiós a Sofia. Muy bien. Đấy, así, muy bien. Muy bien. Đấy, ya. Ya entendéis, chicos? Ya. Muy bien, sí, dinos. Sí, ya, dinos. Dạ, dạ cô cho em hỏi cái câu 21 á.
là mới nãy chỗ đó là mình dùng dùng lê Đúng mà dạ, nhưng mà câu đó em thấy cái con chó nó là de directo của rồi. Không, mình đó lấy là luôn đó. indirecto. Bạn luôn luôn nói một điều gì với một ai đó. Với động từ để see ở đây, người nhận hành động, đối tượng là người, luôn luôn là tân ngữ gián tiếp. Thì bạn phải luôn nói một cái vấn đề gì với một ai đó. Và câu này là bạn nói gì? Tức là ông ấy nói no, Randy no, basta, tới con chó. Ông ấy nói gì? Nói no, Randy no, tới ai? Tới con chó. Vậy con chó đây nó phải là tân ngữ gián tiếp, không thể là tân ngữ trực tiếp được. Không thể tân ngữ trực tiếp. Giống như bây giờ cô đang nói với chuyện với bạn đúng không nghĩa? Nhưng mà cô không nói một cái mà cô đúng không? Cô nói chuyện với bạn thì cô nói gì? Cô nói cái gì? Nói chuyện với ai? Với bạn. Vậy thì bạn là tân ngữ trực tiếp hay gián tiếp nghĩa? Dạ, trực tiếp. Gián tiếp. Cô nói chuyện với bạn. Tức là cô nói về một cái vấn đề gì đó với bạn. Trong cái ngữ pháp tiếng Tây Ban Nha này thì cái với động từ nói decir đó, hoặc là hablar đó, là động từ khi liên quan tới việc mà bạn truyền tải thông tin á, thì cái người nhận luôn luôn là gián tiếp, vì mình phải nói về một cái chủ đề nào đó với ai đó. Giống như bây giờ cô đang giải thích ngữ pháp cho các bạn đúng không? Vậy thì cô chủ ngữ này, cô giải thích hành động của cô này, giải thích cái gì? Giải thích về ngữ pháp bài học này, tới ai? Tới các bạn. Thì các bạn luôn luôn là tân ngữ gián tiếp của cô, không thể là tân ngữ trực tiếp được đấy. À, tôi nói cái gì đó tới ai đó, cái gì đó là tân ngữ trực tiếp đúng không cô? Đúng rồi, cái gì đó là tân ngữ trực tiếp. Là ai đó sẽ luôn luôn là gián tiếp. Đấy. Dạ, kìa còn câu 26 với câu 28 á, chỗ đó là mình dùng đa lê, đi lê, mà tại sao ở đằng sau nó không có bỏ từ Amarina hay là À, Asofia? để nhấn mạnh. Để nhấn mạnh. Rồi, nếu bạn nói đa lê un beso mà bạn không có Marina thì người ta có thể hiểu rằng bạn sẽ đa cái beso tới con chó hay sao? Vì cái lê đây này, đa lê un beso, cái lê này thay thế cho một cái tân ngữ gián tiếp đúng không? Mà cái tân ngữ gián tiếp này có thể là người hoặc là con vật. Nếu như bạn chỉ nói là đa lê un beso, vậy thì có thể cô sẽ hiểu rằng bạn muốn nhờ cô đa cái beso tới con chó nhưng phải tới Marina. Vì thế bạn phải thêm Marina đây để cho làm rõ cho người nghe biết rằng bạn muốn đa cái beso tới ai. Rồi, hiểu chưa nghĩa? Dạ rồi cô. Và tương tự như câu 28 cũng vậy. Đi adios a Sofia. Rồi, phải nói rõ Sofia và cái lê này là ai. Là tới Sofia chứ không phải tới bất cứ một ai đó, mà tới cô Sofia cụ thể này. Đấy, để không bị nhầm với người khác. Dạ, anh Dennis. Sí. Đấy. Rồi, vì câu số 10 này là quá, bài số 10 nó quá dễ so với các bài trước ha. Quỳnh ra thì cô sẽ không sửa bài số 10 nữa vì chúng ta cũng không còn thời gian. Đấy. Bây giờ cũng 11 rưỡi rồi. Ở vậy thì chúng ta sẽ kết thúc bài học cũng như bài học ngày hôm nay cũng như bài số 2 ở đây. Tuần sau sẽ chuyển sang bài số 3 ha, và các bạn chú ý làm kỹ những cái video, những cái bài tập cô để trên hệ thống lẫn cả các bài học ở trên cái giáo trình này của mình, để khi mình lên lớp chúng ta sẽ học hiệu quả và có thời gian thực hành được nhiều hơn. Đấy. Dạ. Luna, Luna Smart, các bạn chú ý ha, học bài kỹ. Hôm trước xưa có một số bạn nói cô các bạn không kịp làm quiz. Và cô có trả lời là cô sẽ không mở lại những cái quiz ở trên hệ thống nữa ha, vì cái quiz đây cô đã đề từ đầu học kỳ, và khi bắt đầu môn học là luôn luôn mở sẵn các bạn làm, và luôn luôn có thời gian rất dài các bạn có thể hoàn thành cái quiz nó đúng hạn rồi. Rồi cô sẽ không mở lại những cái quiz nó nữa. Những bạn nào đã bỏ qua rồi thì chú ý để làm những cái quiz tiếp theo dùng cô, và những cái video clip khi có những cái video bài học cô đưa lên trên hệ thống nó rất là quan trọng, vì nó giải thích cho bạn, hỗ trợ bạn học và hiểu rõ hơn cái bài học của mình trên lớp. Tức là nó là một cái công cụ hỗ trợ cho những cái material các bạn đang có sẵn. Thế các bạn cũng làm ơn xem thật kỹ những cái video đó và làm những cái quiz kèm theo giúp cô ha, mà đừng bỏ lỡ cái gì đấy. Đấy. Nha. Entonces terminamos aquí. Đấy. Y hasta la próxima semana. Đấy. Adiós. Adiós, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.